Rồi. À, chúng ta đi chi tiết hơn về các cái upscale này. Các cái upscale này thì nó sẽ có những cái liên quan đến kích thước. Ví dụ như là với phiên bản mình chỉ tập trung vào mấy phiên bản thôi. À, ví dụ cái phiên bản là V4 chẳng hạn. Với phiên bản V4 thì default tức là mặc định của nó là ở chế độ bình thường, tức là ở chế độ 4 hình ấy, thì kích thước nó sẽ là 512 x 512. Và sau khi upscale một cách mặc định lên thì nó là 1024 x 1024. Được chưa? Đấy, nó là mặc định ở cái V4. Và cái này thì mình chỉ còn quan tâm cái V4 thôi, mấy cái khác thì thôi mình kệ nó đi, không quan trọng lắm. Được chưa? Ví dụ như anh chị em nhé, detail upscale nó là 1024 1024, line upscale cũng là 1024, nhưng mà beta upscale là 2024 nhân 2024. Nào anh chị em này, nếu như mà mình không chọn là beta upscale thì nó chỉ được 1024 thôi. Tuy nhiên khi mà mình chọn gì ạ? Beta upscale thì anh chị em thấy không ạ? Nó tăng lên gấp mấy lần ạ? Gấp đôi. Mỗi một kích thước tăng lên gấp đôi như vậy là bức ảnh của chúng ta ấy, là cái kích thước của bức ảnh chúng ta là tăng lên gấp mấy ạ? Tăng gấp 4 lần. Đang 1 nhân 1000 nhân 1000 sẽ thành 2000 nhân 2000 đúng không? 2000 nhân 2000 nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là là 4 4 triệu. 40 triệu, 4 triệu đúng không ạ? Đấy. Ok nhé. Rồi. À, một số cái ví dụ về line, về upscale này. Ví dụ như upscale theo cái line này nhé. Đấy, line upscale nhé. Đấy, mình ghi là upline, gạch gạch upline thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cho mình ra cái upscale sẽ dạng line. Thì dạng line tức là dạng nhẹ nhé. Line nó là nhẹ nhẹ nhàng, nó không phải ánh sáng đâu, nó nhẹ nhàng. Đấy, tức là gì ạ? Nó upscale rất là nhẹ nhàng, nó không có thêm quá nhiều chi tiết. Đấy ạ? Đó. Rồi. À, những cái upscale mà light thì nó nên nên nó sẽ hơi làm mờ đi một chút. Nên những cái hình ảnh nào nó không quá nhiều chi tiết mà nó có những cái mặt phẳng, mặt bóng ấy. Đấy, ví dụ như áo giáp này hoặc mặt bàn này. Đấy, thì những cái mặt phẳng, mặt bóng ấy, thì chúng ta sử dụng light upscale nó cũng rất là hay. Nó sẽ cho một cái hình ảnh nó mịn hơn. Detail upscale thì anh chị em thấy là gì ạ? Là đây cái trán của con này nó phẳng như này nhá, nó phẳng như này nhá. Khi mà light upscale thì nó vẫn phẳng như thế. Anh chị em thấy không ạ? Nhìn cái trán cái mỏ này. Đấy, cái mắt này nó bóng như này này. Đấy, light upscale nhìn thấy nó bóng hơn, nó bóng bẩy hơn, nó mịn hơn. Nhưng mà thằng detail upscale thì sao ạ? Nó nhăn nhúm rồi là nó có những cái vết bẩn rồi nó có những cái rất là đấy. Nó thêm những cái chi tiết mà chi tiết này nhiều khi nó cũng chẳng cần thiết nhưng mà nó thêm vào đấy, ví dụ cái áo này đấy, cái áo giáp này phẳng này nhìn trông là đẹp rồi, nhưng mà đây là gì ạ, nó lại rỗ, nó lại kiểu như là nó trải qua cái gọi là thời gian ấy, nó giống như là con vịt thật và nó đã trải qua một cái giai đoạn lịch sử thời gian nào đó, kiểu kiểu như vậy, nó không phải là hình nữa mà nó là bức ảnh. Đó. Tuy nhiên thì nó sắp xếp nhiều chỗ nó cũng không được logic cho lắm. Đó. Rồi. À, đấy, anh chị em thấy là cái này nó cũng thế, nó đưa vào những cái chi tiết nhưng mà nhiều khi nó phá vỡ đi cái logic. Đó. Beta upscale thì anh chị em thấy là gì ạ? Beta upscale thì nó không mịn như light upscale. Đó. Nó không làm mịn mà nó giữ nguyên cái hình ảnh gốc, sau đó nó chỉ nâng cấp cái gì ạ? Nâng cấp cái kích thước thôi, làm kích thước ảnh to lên thôi, nó gọi là phóng to thôi. Beta upscale nó chỉ phóng to thôi, nó không làm mịn. Light upscale nó làm mịn. Đấy nhá. Đấy. Còn nếu như mà up up anim tức là gì ạ? Kiểu Niji á. Đấy, upscale phiên bản mặc định của Niji á. Đấy, Niji nó có cái upscale riêng của nó thì nó lên được 1024 thôi. Và gì ạ? Và nó cũng giữ nguyên bởi vì nó mặc định của Niji rồi. Đấy. Nó giữ hầu hết nó giữ nguyên. Đó. Còn remaster là tùy chọn bổ sung để gì ạ? Để làm lại cái hình ảnh đó. Đấy, nó giống như là nút quay vòng ấy. Nút reroll ấy. Đấy, vì reroll hay remaster hay remix nó cũng kiểu kiểu giống nhau. Được nhá. Rồi. Cách mình chuyển đổi các cái bộ upscale của mình thì có hai cách. Cách thứ nhất đó là vào cái lệnh setting, vào setting xong rồi mình chọn trong cái lệnh này nó có cái nào thì mình nhấn vào, thì đấy là gì ạ, mình đặt mặc định.
Cái thứ hai nữa là mình đưa vào cái đoạn cuối của cái phần phần đấy á. Đấy, mình đưa vào đoạn cuối của câu lệnh. Ví dụ ở đây này, mình đưa câu lệnh như là up beta này. Đấy, thì là gì ạ? Nó mặc định nó upscale lên cái phiên bản là 2024 nhân 2024. Đó. Còn nếu như mà mình để mặc định thì nó sẽ đây, mình mở setting ra mình chọn. Ở đây ví dụ mình chọn đây là beta upscale thì nó sẽ tự động nó lên là beta. Còn nếu không thì là gì ạ? Nó sẽ là mặc định là regular upscale, tức là upscale bình thường. Upscale bình thường nó chỉ lên 1024 thôi anh chị ạ. Còn beta upscale nó lên 2024 à 2048. Đó. Ok không ạ? Nhá. Rồi. Đấy là phần upscale nhá.